trình Lùng Sục Nhân Kỳ. Và sau đây, thành phần ban giám khảo gồm có Mr. Đàm Vĩnh Long. Ban giám khảo tiếp theo gồm có Dư Thắc Mắc. Trời ơi, ông Vĩnh Long. Chương trình Lùng Sục Nhân Kỳ của anh hả? Sao bào quá vậy cha? Thời buổi kinh tế khó khăn. Bữa tôi nhớ ông cái chương trình gì mà lục lậu nhà bếp ông cũng tham gia nữa. Rồi chương trình mà chỏ chà con khỉ già ông cũng tham gia luôn. Cái gì chương trình mà cây kéo vàng á, cây kéo cụt thì ông cũng tham gia nữa. Cây kéo méo. Nó méo như bào luôn chứ. Ủa còn chơi cha nói MC nhìn quen quá. Cái gì nè? Em là MC quen quá. Bữa cái chương trình mà ông bào, ông cũng bào quá vậy. Chương trình mà vượt lên chín giữa ông cũng làm luôn vậy. Trời ơi, ông bào quá. Để đang lên sóng. Để cho quay hình hả? Chúng mình đang lên sóng nha. Chuẩn bị nha. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ chiêm ngưỡng một cặp đôi được mang tên là Em xin chào quý vị khán giả. Ai cùi bắp, ai cùi chuối vậy mấy con? Dạ. Con cùi chuối. À vậy hả? Trời ơi. Con ơi, biết bao nhiêu tên đẹp con không để mà con lấy là cùi bắp vậy con? Dạ, tại vì nhà con ở Vĩnh Long, má con bán xà bông, ba con bán cá thanh long. Ở nhà con có nuôi một con công. Tháng trời mưa quá rụng lắm còn đi cùi không à. Ê, ba má con đặt tên cho con là cùi bắp. Hay quá, thằng nhỏ hay quá. Hay quá, dễ thương quá. Thằng nhỏ dễ xíu mà thương. Đánh giá cao phần giới thiệu đó. Con, tại sao con lại để tên là cùi chuối? Dạ tại vì em con lấy tên cùi bắp nên con phải lấy tên cùi chuối. Thứ gì con? Dạ, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Dạo này con thấy kinh tế nó rất là khó khăn nên con muốn đem lại cho bà con bác hàng ngàn viên thuốc bổ để quên đi hết mọi công việc nặng nhọc. Tụi con diễn hài đúng không? Dạ. Vâng. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta hãy chiêm ngưỡng một tiểu phẩm hài cùi bắp và cùi chuối. Đi đâu vậy? Xong thấy đi đâu vậy? Ba đi chuẩn bị á. Giờ đi chuẩn bị hả? Trời là hết hồn chưa thi, tụi nó bỏ thi luôn chứ. Nó giận mình chứ. Trời ơi, chú Cáo hẹn gặp tôi đây, mà giờ này ổng chưa tới nữa. Khổ với ông này nè, không biết coi mắt được ai một khi tôi về quê cưới vợ. Trong khi trong túi không có một xu mà cướp vợ sao đây? Bởi người ta mới nói tiền khô cháy túi. Có ai hiểu cho? Hay quá! Hay á. Em khi bỏ đi như kẻ phóng nhà, người đời đều quá giáng coi. Bây giờ cuộc sống xa xôi, thấu chẳng chỉ là đơn côi. Trời ơi, mày thả tao xuống đây. Mày cha vòng vòng hoài tao chóng mặt quá. Ông già nào đó vậy? Em ơi, có bao nhiêu? 30 năm cuộc đời, hay quá, 20 năm đầu. Em có ngu bờ là 20 năm, 30 năm bao giờ rồi? 20 năm số. Trời ơi, cách nhau có mười mấy cây số rồi, chú đi gì mà lâu quá vậy? Thương thương là xe chở người. Đúng rồi.
nữa không? Không, nó nhậu nhạt là trở thành người tốt của chú Sáu. Đi đi chú, về quê có vợ không? Phan, chú cứ đi hai cái dấu bình ra rồi đồn làm một sĩ đi. Cái gì? Hồi nãy mày nói với tao là mày ớt nhậu, bây giờ mày nhậu mày. Mày muốn nhậu đúng không? Được rồi, tao bao cho mày nhậu. Nhưng mày có gì qua chúng mày bao cho mày nhậu. Vậy con phải làm cái gì mà thắng chú Sáu nó mới cho con nhậu không? Ừ. Bây giờ ai cho cháu mình làm thơ ca dao đối đáp? Ai đối hả đáp? Con đối chú đáp. Chắc con nói trước. Tiên là tiên là Phật. Tiên là nó bực con người. Tiên là nụ cười tuổi trẻ. Tiên là khỏe ông già. Tiên là cái đà dâm vọng. Tiên là cái lọng che thân chưa cho ăn đâu chú. Tiên là để cân công lý. Tao nói câu này mi tin bả này vừa hủ tai. Chứ không vũ tai tao làm con mày liền. Chú nói đi. Tiên cho bồn nhí. Đứa nào cũng phê. Vũ tai. Thằng nhỏ này biết gài ghê ta. Nó gài vô một cái rồi vỗ tay liền. Chú Sáu nghe con nói tiếp nè. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dựng ú biết nhà má đâu. Mới từng gả con gần con qua, túc gạo tầng lần mau. Gả một con trong mòn con mắt. Ê cha một mắt có gì mà ngon. Ê sao sao ngon. Bắn súng khỏi cần ngắm. Sáu nhóc nó bị vui một con. Mày đi nhắm thêm con nữa. Sao đường bắn mày? Gì nè? Bắn được. Vậy nè mày bắn được. Mày giỡn con bắn đi. Bắn được tao cây bằng cha mày liền á. Nhỏ xung quá. Sao mày còn nói tiếp nè? Đàn ông bụng bự thì sang. Đàn bà bụng bự mua than để dành. Ê, mua than để dành làm gì? Ăn quỷ. Mà biết mày còn hỏi nữa mày. Mà lại làm cái gì? Đi trẻ đó mày. Đàn ông tập tạ ngực đô. Đàn bà tập tạ ngực vững đô như thường. Đàn ông miệng bón thì tài. Đàn bà mi ốm e ngàn thổ ca. Mấy anh ngồi dưới đừng cưới mấy bà mi ốm nha. Nó về nó ăn sập nhà luôn á. Nghe con nói tiếp nè. Chớ đưa bụi chuối sau hè. Giỡn cái chút ai nhà xin đôi. Trời mưa bong bóng phọt hồng. Em đi lấy chồng, mẹ đi lấy trai. Hiu hiu gió thổi đầu non, muốn gài đổ nhậu mà không có tiền. Hiu hiu gió thổi đầu non, tao con một cắt tao con của mày. À, bây giờ con chịu thua chú Sáu rồi đó. Bây giờ con hứa với chú Sáu là con sẽ bỏ nhậu. Con sẽ về quê làm ăn để dành kiếm tiền cưới vợ. Vậy với hai chú Sáu đến đây xin kết thúc bằng bái cho con vàng lỗ tay. Dạ chào tạm biệt. Con đi đâu vậy? Dạ đi vô. À, sao đi vô? Ban giám khảo ta chưa góp ý mà con. Không, con không cần nhận xét, con không cần góp ý. Con lượt lên tivi là con vui rồi. Con được vẽ nhất Nhật Cường là con vui rồi. Ủa vậy thôi hả? Ủa là sao? Cái thằng nhỏ nó có vậy mà nó có duyên quá ta. Nó được lên TV, được diễn Nhật Cường là nó vui rồi. Nó có duyên thiệt. Nó hay. Công nhận nó mang tới từ nãy giờ công nhận cũng cả ngàn viên thuốc bổ cho ở đây rồi. Thấy không? Nhưng mà quan trọng là lấy cái địa chỉ nó. Tài năng là có rồi nhưng mà phải cố gắng học hỏi, đào tạo rồi đi học lại đàng hoàng. Chứ còn nhỏ là nói chung là cái vấn đề học vấn là trên hết. Thấy không? Rồi cho thí sinh kế tiếp đi. Dạ rồi. Đi. Dạ. Bây giờ xin mời thí sinh kế tiếp. Ồ, thêm một thí sinh nhí nữa. Dạ. Con chào hai chú. Hai chú chào con. Dạ. Con tự giới thiệu về mình đi. Dạ, con tên là Ben. Dạ. Con vô diễn hề giống như hai bạn kia hả? Con phải diễn hề mà con hát. Rồi hát gì đi, hát đi. Thôi, biểu diễn đi, biểu diễn đi con. Play that drum.
trời, đời bớt bê phù du kiếp người, dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười. Với đời con mùa hạ thì vui, và lòng con như điều muốn nói. If you're happy and you know it, clap your hands. Tôi đánh giá cao phần trình diễn của bé Ben. Dạ. Cái nào cũng có đánh giá cao, cái thằng nhỏ kia ra thi ông đánh giá cao, rồi tôi nói ông cũng đánh giá cao, rồi thi ông đánh giá cao. Ông nói đúng, cái lời nói tôi cũng đánh giá cao luôn á. Tôi thấy ông bắt đầu tào lao rồi đó nha. Tôi thấy ông MC là đánh giá cao luôn á. Bị ông cao hơn nhỏ mà, đúng không, đúng không? Ờ rồi, nói chung bây giờ mình góp ý đi. Thấy xong, có gì góp ý không? Đó, tôi nói là phần trình diễn của em á là tôi đánh giá cao đó. Tôi cũng đánh giá cao. Dạ. Ông thấy sao? Vậy con hỏi là cuối cùng á là con có đậu không chú? Nói chung là coi như là đánh giá cao. Ừ vậy đó. Ông này hay. Hả? Giống tôi. Tôi đánh giá cao luôn á. Thôi con vô trong đi cái hồi. Thôi bây giờ con vô trong đi nha. Ủa ai lên nhạc vậy? Ai vậy? Ủa thí sinh mới nữa hả? Ủa thí sinh mới hả? Chưa giới thiệu. Hả? Trời ơi. Trời ơi. Đằng đằng sát khí. Đâu có thiếu Lâm Tự xuống đây đi trời. Cái gì vậy trời? Chuẩn bị nuốt kiếm, chuẩn bị nuốt kiếm. Chuẩn bị nuốt kiếm. Hay quá. Trời ơi.
bằng xác thịt luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Ui, nước. Ui, Mọi sai tôi là người Việt Nam. Trời ơi, hay quá. Anh ơi, anh, tôi đánh giá cao cái mái tóc của anh đó. Hả? Diễn gì nữa? Thi gì nữa đây? Ông cầm cái kiếm. Cái gì? À, ôi, trời ơi. Anh ơi, làm gì đây? Sao? Mà trước khi tôi biểu diễn, tôi xin giới thiệu một thằng đệ tử của tôi, nó bước ra đây nó biểu diễn. Hay đó. Đánh phải có sự đầu tư vậy chứ. Đệ tử thứ hai bước ra. Trời ơi, tôi đánh giá cao cái tóc ông này luôn nè. Xin giới thiệu đệ tử thứ hai của tôi, cũng là người anh em cùng đi cắt tóc chung một chỗ. Trời ơi, hèn chi. Ranger Ủa cái này tôi cũng làm được mà. Cái gì? Lên đi. 100 bó tay quý vị. Ranger. Hay quá. Nè, ăn đi. Ủa, ăn gì vậy? Giống như siết thủ. Tôi thấy nãy giờ ông này kỳ nhất rồi đó. Ghê chưa? Cái gì nữa vậy? Ghê chưa? Cái bí có gì đâu ghê ông nội. Ghê không? Ghê lắm. Tôi thấy ghê lắm. Anh thấy ghê không? Dạ, ghê. Bây giờ là phần biểu diễn của đệ tử số 1. Vỗ tay. Dạ. Số 1 đó hả? Số 1. Xin chào quý vị đại biểu. Tôi, Lý Mèo. Trời ơi. Mọi người có biết trên tay của tôi đó là gì không? À, đây là gì? Đây là cái đao. Hả? Mù hay sao? Cái gì anh? Cái này cái kiếm mà dám nói cái đao. Ủa vậy hả? Cái này là gì? Cái này là bí kiếm. Ê quên, bí đao. Trời ơi. Cái gì vậy? Để thử cái kiếm của tôi nó có sắc hay không. Ban giám khảo, đưa tay đây, tôi chặt cho. Ê. Ông bị khùng rồi nha. Ông chặt cái này thì ông đưa cái tay tôi chặt đi cha. Tôi sẽ lấy cái kiếm này, tôi chặt cho người Lý Bằng. Mà trước tiên tôi xin thử cái độ bén của cái kiếm này. Thôi mà chặt cái bi đao này mà sức làm hai thì đề nghị ở dưới vỗ tay cho tôi. Ghê chưa? Không, này là mình ngỡ ngàng hoài vậy ta. Ghê chưa? Anh ơi, cho em xin luôn đi. Ông này quá khích rồi ta. Ra đây. Thấy ghê sao ơi, có gì là bình tĩnh. Nhưng mà tôi chém thì khán giả sẽ nói rằng là cây kiếm này là cây kiếm đạo cụ, không có bén, lừa gạt. Bây giờ tôi sẽ mời một vị khán giả lên đây để mà chém thằng này. Trời ơi. Ai? Ghê quá. Trời ơi. Bảy ơi. Rồi bắt đầu thấy ông ghê thiệt rồi đó. Thằng nhỏ này chưa đủ tuổi chưa? Anh ơi. Lên đây. Trời ơi, sao hiến xác sớm vậy? Giới thiệu với vị khán giả, đây là vị khán giả lên đây chém Lý Bằng. Ghê chưa? Rồi, trao thượng phương bảo kiếm nè. Hai đi. Chém đi tôi. Có phải lẩu ăn chưa? Bây giờ không phải là cái kiếm nữa, mà là cái khác. Cái gì nữa? Đây sẽ là cái dao găm. Đây, má ơi. Trời ơi. Cái rửa. Được. Cái kiếm thì chém, còn cái rửa thì khứa. Úi da. Trời ơi. Trước khi tới phần biểu diễn của tôi,
là phần biểu diễn của Lý Bang. Xin giới thiệu Lý Bang chưa mua bảo hiểm. Ghê chưa? Ông thấy ghê chưa? Ủa sư phụ xỉu luôn rồi. Lý Bang sẽ diễn tiết mục hấp dẫn nhất. Bay đâu? Mang cái hồ nuôi cá ra đây. Hả? Cái gì? Làm cái gì vậy? Ngồi lên hả? Là bóng đèn. Ông đi vô giùm tôi cái đi, ông ghê chưa? Tôi sẽ dùng hai xô nước vào mắt của Lý Bang. Cái gì trời ơi, tự đâu móc vô mắt của ông chứ. Ông này hết xui rồi làm đệ tử ông nội này. À, có chừng rớt con mắt không ơi. Ơi rớt chưa, rớt hai con mắt chưa? Ghê chưa? Là tôi. Anh là rất là coi như xuất sắc trong phần thi vừa rồi. Anh được phép là vào vòng trong. Yeah. Ý kiến của tôi. Ôi. Còn anh. Dạ. Anh Lý Béo. Dạ. Anh vào trong. Ôi, tôi cũng vào vòng trong rồi. Không có. Vào dạ. Trong lấy đồ về đó không? Nghe. Tôi thấy ông ghê quá. Tôi thấy là tôi đánh giá cao cái tiết mục của anh Lý Bằng. À. Còn là anh Lý Méo, tiết mục của anh là tôi chắc hồi tôi đánh anh luôn á. Anh còn suối người ta không à? Vào trong đi ông nội. Thôi đi về, không sao, học trò nó thắng. Nhưng mà sư phụ nó rớt cũng không sao. Rồi, và bây giờ xin mời thí sinh tiếp theo. Nguyên cái cây nha.
giao thông di động luôn vậy trời. Vui 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 vui, bà nội nó chưa đi học viết sai chính tả luôn. Chính tả gì? À, lung sục ra, lung sục ra, lung tịt á. Không phải, người ta viết lộn thôi. À vậy dạ, người ta bị sơ xuất thôi. À. Ủa, vô đây diễn hề ha anh? Dạ không. Chứ làm gì? Cái này đi thi đó. Ủa, đi thi gì? Dạ, đi thi gì lùng sục là nhân kỳ nè. À dạ, anh thấy không? Gì? Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phan Văn Chọi. Phan, à, trời ơi, có Phan còn chọi nữa không nội? Dạ, dạ, tại hồi nhỏ em hay chọi đá cho nên đặt tên là cho chọi. À. Mỗi lần em giận lên làm chọi, đừng chọc em giận. Rồi tới cuộc thi này, anh có muốn thi cái tài năng gì? Dạ, em nhiều tài lắm, em muốn thi gì làm thi. Cho em hỏi câu bên lề đi. Bên lề hả? Dạ, em chút nha. Dạ. Ủa, cái xì tai mặc đồ nó đẹp quá vậy? Dạ, cái này em tạo cho nó ấn tượng á. Ấn tượng hả? Dạ, đi ra đường người ta tưởng là cột đèn giao thông không. Thôi, dễ thương quá. Cho hỏi bên lề nữa nha. Dạ. À, nghề nghiệp của anh là gì vậy? Dạ, nghề nghiệp đu dây điện. Tính tình hay sốc dễ dẫn đến tự tử. Hả? Vậy tự tử bao giờ chưa? Chưa, ngu sao tự tử. Ủa sao vậy? Tại vì không thích tự tử. À, vậy hả? Ghét nhất gì? À, ghét nhất là ai ném đá mình. À, thích nhất? À, thích nhất là mình quăng mấy cái clip lên Facebook. À, vậy hả? Rồi món ăn thích nhất là cái gì? À, món ăn thích nhất là mình ăn lẩu cá. Lẩu cá, được. Cụ thể đi. Cụ thể là năm loại cá là bóp, chích, chim, hồi đuối. Món lạ ha. Có tôi nghe tôi đuối thiệt rồi đó. Cá bóp, cá chích, cá chim, cá hồi, cá đuối. Thí sinh này hấp dẫn quá. Dạ. Cho em hỏi miếng nghe. Dạ. Quan điểm sống. Quan điểm sống là mình sống phải có quan điểm. Trả lời chất quốc đi thầy. Bây giờ thấy cái điểm quan rồi đó. Vậy hả? Quan điểm cho tình yêu. Dạ, quan điểm là tình yêu. Thích thì yêu, không thích thì thôi. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi anh hiểu gì về tình yêu? Hiểu chứ, chữ... hiểu chứ. À? Yêu, yêu là gì? À. Yêu là đeo gông vào cổ, làm khổ bản thân, làm hao cân xúc thịt, làm mịt mù tương lai, là con trai bị bóng. Cái gì ta? Yêu là tê cống con tim, là cuốn phim bất hạnh, là giá lạnh trưa hè, là bờ kè bị thúi. Trời ơi. À, đúng rồi. Thích yêu thì ăn chuối, còn không thích yêu thì ăn muối. Thà ăn chuối nó đuối còn hơn ăn muối phải uống nước suối. Trời ơi. Hay á, hay á. Mẹ nói nghe vô dần vô điệu ghê ta. À, mà cái điểm ấn tượng nhất của đời tôi có một sai lầm. À, một sai lầm gì? À, sai lầm là tôi đi bộ ra Vũng Tàu rồi đi về đây. Trời ơi. Vậy hả? Còn cái niềm vui nhất trong cuộc đời? Nó vui hả? Trời vui lắm, kể cho nghe. Trời vui lắm. Đi bộ ra Vũng Tàu vô tình gặp thằng bạn ở dưới quê, nó đua xe đi Vũng Tàu. Nó té xuống làm sao nó không biết rồi, nó bị chạm cái dây vậy. Từ đó nó nói cà lâm luôn. Chết cha, mấy người nói cà lâm là... Nói chậm chạp lắm. Ừ, khó chịu lắm á nha. Ừ. Thôi, mấy người đó là không có nhảy dù được đâu. Tại sao vậy? Tại vì á, nhảy dù á, là trước khi bung dù xuống, nó đáp xuống đất á, là phải đếm 1, 2, 3 đúng không? Đúng rồi. Mà ổng nè, 1, 2, bẹp, chết ngắt. Hay quá, 1, 2, 2, 2, 2, 2, đến số 3, đến cái bình, chết ngắt. Đúng rồi. Đó, thằng này cũng như vậy đó. Nó ra nó gặp tôi, nó hỏi khỏe không? Trời ơi, tôi là khỏe. Thì giờ ăn muối chưa? Tôi la chưa? Giờ tôi nói là thích ăn thịt heo. Nó nói chờ tí xíu tôi mua 100 gram thịt heo ăn với bánh mì. Nó chạy ra gặp bà bán thịt heo đó. Chạc vừa đến 100 gram thịt heo hết con heo. Đó, xong rồi mua hết con heo luôn, ăn trời ăn ngập tràn, bán hỏng ăn hết cho người khác ăn. Ăn xong lên cái vô uống cà phê, nó biết tôi khoái thần tượng Hồ Ngọc Hà. Trời đó, đang uống cà phê đứng ở ngoài nó nghe điện thoại, nó gặp Hồ Ngọc Hà từ trên khách sạn bước xuống, leo lên xe. Nó kêu chạy mà ra mà coi mà coi mà hô mà ngọc. Đến giữa Hà tôi chạy ra làm nhỏ leo xe đi rồi. Đó, tức quá mày đừng có nói gì hết, mày nói chậm lắm gặp cái gì mà tình huống phía trước rồi mày thấy rồi mày nói cho tao. Đó, hai thằng đi lang thang xuống biển. Trời ơi, phía trước hả, nó có cái tấm ván, nó có cái đinh lòi lên nè. Tôi đang đi tới đó, trời coi chừng là đạp, làm cái phật lũng do đinh luôn. Đó, nó thù nó quá luôn. Nó thôi mệt, mình không nói chuyện gì nữa hết. Bây giờ mình lên khách sạn, ở khách sạn nào? Nó nói, tôi ở khách sạn ở dưới Vũng Tàu mà lầu 10. Nó nói, ok, về tới khách sạn xong xuôi cái cúp điện không đi thang máy được. Bắt đầu đi bộ lên lầu 10. Tôi nó đi đến lầu 3 nó ê cho ta đâu nói một câu. Tao nó không có nói gì hết, muốn cái gì lên tới lầu 10 nói. Lên tới lầu 6 ê mày cho tao nói một câu thôi. Tao nó không có nói hết, muốn cái gì lên tới lầu 10. Lên lầu 8 tao lại đi. Trời ơi trời. Mày tao nói một câu thôi. Nó lên tới lầu 10 muốn nói gì nói. Lên tới lầu 10 thôi. Rồi tới nơi đó muốn nói gì nói. Trời ơi chìa khóa phòng tao bỏ qua với tiếp tao. Tôi đánh giá cao câu chuyện thằng bạn cà lâm của
của em. Đó, vậy em có khả năng kể chuyện đúng không? Và bây giờ qua phần kể chuyện thôi, cho em hát đi. Vô tình em đi ngang qua cầu bông và em nảy ra một bài hát. Bài hát xin phép bắt đầu. Nhạc này là em mới sáng tác. Đời thêm vui ta ca lên đi cho đời quên sau cuộc sống này kia. Ta mới bắt đầu hòa trong tiếng hát thật là thêm vui. Ta hát lên đi cho buồn giọt nắng, ta hát lên đi cho buồn giọt cay. Cuộc sống này còn có đổi thay, hãy hát cùng tôi đi bạn nhé. Con xà lông, con xà lông, dưới đáy sông, dưới đáy sông, dưới đáy sông, dưới đáy sông cầu bóng. Cầu bóng con xà lông nó không giống con cầm, nó không giống con rồng, nó không giống con ong, vì nó là con xà lông. Nó không giống con nhông, nó không giống con nằm nằm, nó không giống con cua đồng, vì nó là con xà lông. Tôi thích xà lông. Bởi vì con xà lông nó có lông. Con xà lông mà không có lông là em sợ lắm. Ta ca lên đi cho đời thêm vui, ta ca lên đi cho đời quên sau cuộc sống này kia. Ta mới bắt đầu hòa trong tiếng hát thật là thêm vui. Ta hát lên đi cho buồn giọt nắng, ta hát lên đi cho buồn giọt cay. Cuộc sống này còn có đổi thay, hãy hát cùng tôi đi bạn nhé. Con xà lông, con xà lông, dưới đáy sông, dưới đáy sông, dưới đáy sông, dưới đáy sông cầu bóng. Con xà lông, con xà lông, nó lắc mông, nó lắc mông, nó ngóng trông con cá bông dưới sông cầu bông. Con xà lông nó không giống con cầm, nó không giống con rồng, nó không giống con ong, vì nó là con xà lông. Nó không giống con nhông, nó không giống con nằm nằm, nó không giống con cua đồng, vì nó là con xà lông. Con xà lông nó không giống con cầm, nó không giống con rồng, nó không giống con ong, vì nó là con xà lông. Nó không giống con nhông, nó không giống con nồng nồng, nó không giống con cua đồng, vì nó là con xà lông. Hết, hay quá, anh vừa đó sắp hết giờ lại hết luôn ha. Con thùng đi. Anh hát cái gì vậy? Ý kiến của tôi là coi như là cái anh là cái dạng là đỉnh á. À, theo tôi là anh là đỉnh rồi đó. Dạ, đỉnh là trên đỉnh cao là, đỉnh là ở trên cao mà cái gọi là cao của thảm họa âm nhạc á. Con tàu lao, con sà bông, đi lấy xong con bà con sò lỏ lông. Tàu lao. Cái gì? Tôi vô trong đi cha nội. Bài kỳ quá. Ồ, giờ nó nói vậy là em vô trong là em vô. Vô trong là dọn đồ về á. Đi về ăn sò lông đi ông ơi. Tàu lao đi vô hát bài con sò lông. Nè, cầm cái này luôn đi. Dạ là trời. Dạ bữa đổi bài khác con sò điệp. Trời ơi, gì nữa? Con sò dương. Khổ quá mà trời. Là phim nhà đậu thôi, tôi muốn là truyền hình. Con sò lông, con sò lông sống luôn. Kỳ quá vậy ta. Đóng mà qua cầu kiệu chắc hát bài đóng phế liệu quá. Thôi bây giờ cắt sóng để nghỉ ngơi đi nha. Trời ơi, tiết mục dân dã quá. Xe bán phở vào đường quay, muốn biếu dài
tố sờ giám khảo không vừa lòng. À, hay đó, hay đó. À, chào. Hay quá ta. À, cái này chắc ban chức quảng cáo á. Quá. Chà. Chà, phong cách nấu khác ta. Không hổi luôn ta. Sợ quẩy luôn à. Có chừng banh cái nồi á nữa. Nó nghiêng quýt luôn. Hả? Trời ơi. Trời ơi. Bậy rồi, bậy rồi, bậy rồi. Trời ơi. Sao mày vệ sinh quá vậy? Anh đừng có rớ vô đồ ta làm ăn anh làm gì vậy? Trời ơi. Có dùng tay luôn hả? Trời. Chà, nhìn thấy là biết là an toàn thực phẩm rồi đó nha. Phở gia truyền. Trời ơi. Bán đâu có nhiều lâu, mới 20 năm à. Anh lại đó ngồi đi. À dạ hả? Dạ. À. Gì? Phở biếu mà. Á này. Bị đổ ha, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Bị đổ. Lỗ lụm vô. Ba cái này mà không có gì. Chết rồi, nó chết lâu rồi. Để để mình tự dọn. Dọn cái gì tốt xong luôn. Cho ăn. Cho xin không ăn được không? Thôi mà phở biếu mà ăn đi. Trời ơi. Ủa, ngó... tài trợ mà. Ngón tay ổng màu đen chưa cạo phẻ luôn kìa. Nãy nó mới rớt với ống cống á, lụm thọt vậy lụm thôi. Trời ơi. Ăn đi. Chết chết lâu rồi. Đâu phải là ba tô phở mới chết đâu. Chà. Ăn. Mời. Ăn trong áp lực quá. Ăn đi. Vô chắc quảng cáo phở ông này. Ông này chắc tài trợ hay gì á. Bán phở. Trời ơi. Trời ơi. Ớt thì ăn bao la. Ăn đi, ăn giọng vậy ăn đi. Khảo vô. Ông chủ dễ thương quá. Mời. Dạ. Ăn đi rồi. Rồi thấy. Đã thấy rồi, thấy rồi. Chưa ăn, chưa thấy. Thấy rồi. Ăn đi mới thấy. No hồi nãy vô. Anh ăn đi. À anh ơi. Gì? Sao nó có cái móng tay với miếng da ở đây nó vậy? Đâu? Đây nè. Ủa ai vậy? Của vợ tao. Trời ơi. Sáng nó nấu á, làm móng rồi chắc không kỹ, bỏ đi. Hay gì cái lúc mà nhận cái chương trình này tôi thấy mắt tôi giật giật. Tôi nghi nghi có chuyện gì xảy ra rồi. Ai ngờ ngon quá nè. Ngon quá. Cái vị của nó lạ lắm đúng không? Đúng yeah. Rồi, là cái vị này là nó không có giống mì nè. À. Không giống hủ tiếu luôn. Nó là phở mà. Ờ ha. Hay, nói chung là ngon. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Anh đã tài trợ chương trình của chúng tôi. Rồi. Của em. Hết giờ quảng cáo chưa? Hết giờ quảng cáo chưa vậy? Nói chung là món ăn của anh là rất là ngon. À, nhìn hấp dẫn. Biết. Dạ. Giải đồng. Giải. Giải gì? Giải gì? À, cái lùi vẽ đó, miếng giải không phải. Sao tay. Cái giải thưởng. Cái thưởng gì anh? Nấu phở ngon. Tôi thôi đi ông là... cậu ơi. Tao lao. Tôi tưởng ông nghĩ giờ là ông là cái gì, cái người mà là tài trợ chương trình, tôi nhịn ông nghĩ giờ. Ai ngờ ông là thí sinh á. Thí sinh cho bắn phở đó, bắn phở. Bắn phở đi trời. Bắn phở rồi, bắn phở. Cái này chỗ là kiếm tài năng thì mang vô ép ăn làm nãy giờ. Cái gì vậy? Tao nó không ăn nữa. Là sao? Gì vậy? Tụi bay giám khảo hay là cha tao? Cho thi không? Tao hỏi cho tao thi không? Không, anh phải đăng ký vô. Tao hỏi một câu thôi. Thôi đừng có đánh cái giá này cao quá. Hỏi một câu thôi. Cho tôi trực tiếp một chút được không? Tôi xin mấy anh. Không phải, nói chung là tại vì anh biết sao không? Tôi biết. Dạ. Tôi biết. Cho không? Ơi. Ghê chưa, ghê chưa. À, thấy ghê, ghê. Hết. Một chút xíu cũng được, cho gia đình tôi biết là được rồi. Dạ, ok. Dạ. Ra đây. Mày làm gì đây? Mày làm cái gì đây? Dạ, em làm MC. Đại biểu.
Thì sao anh? Trời ơi. Kêu nó lên sóng đi, cho tao trực tiếp 30 giây. Lên sóng từ nãy giờ rồi, không biết. Chứ gọi ẩm bình thường thì quýnh nông văn ra rồi, nãy giờ đang lên sóng. Phải trực tiếp chưa? Rồi, lên sóng. 30 giây bắt đầu. Từ từ. Hả? Thôi, nè. Đi anh, móc gì ra vậy? Alo. Dòng họ đang ở nhà hả? Kêu bà con lối xóm bu lại đi. Tôi đang trực tiếp nè. Thấy chưa? Tôi đang đứng với thằng MC nè. Thấy rồi hả? À, thấy rồi. Đưa cái đầu mày tao coi. Sao anh? MC mà cột giống Nhật Bản quá. Thả đi. Trời nó đẹp rồi. Bắt đầu bây giờ. Anh vui tính quá. Sao anh pháo vậy? Lấy hình cho nó đẹp. 30 giây thôi chứ anh đưa em vô anh hại em. Em đâu quảng cáo gì đâu. Giới thiệu đi, anh hát bài nói về phở. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đang có mặt trong buổi tối trực tiếp hôm nay. Xin cảm ơn và trân trọng cảm ơn. Tôi xin gửi đến bài hát ngắn gọn với gia đình dòng họ tôi sáng tác. Bài hát được mang tên Phở Hotel California. Trời ơi, có luôn. Thịt bằng phở thơm ngon giòn béo phở tái nạm cầu thân phở thơm ngon phở tái thơm ngon nạm cầu chín phở tái gân phở béo phở tái phở chín phở béo phở thơm ngon phở tái thơm ngon phở giòn phở tai béo nam gấu gân phở tai phở chín phở béo nam gấu gân trên tiết hai hộp gà 30 nam gấu gân phở tái phở tái phở béo phở nạm phở đào gấu gân phở tái phở béo nam gấu gân phở tái phở tái phở béo phở nạm gấu gân phở tái phở béo phở nạm gấu gân phở tái trên tiết hai hộp gà 30 tôi mấy anh đợn phụ đi đợn đi cho nó hấp dẫn chương trình nè, ủng hộ tôi đi khổ quá dạ. Tay nằm gầu gần tay nằm gầu gần phở tay phở nằm gầu gần phở tay nằm gầu gần phở tay nằm gầu gần phở tay tay nằm gầu gần phở 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 tay 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 nằm gầu gần phở tay nằm gầu gần phở tay tay giòn nằm gầu gần phở tay 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 nằm gầu gần phở tay nằm gầu gần phở tay nằm gầu gần phở tay 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 nằm gầu gần phở tay 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 nằm tai nam gầu gân tai 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 nam gầu gân phở tai nam gầu gân phở tai phở tai phở phở bò viên. Cảm ơn. Cái phần trình diễn của anh làm tôi tái mặt luôn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho những người làm ăn như tôi. Để tôi gọi về nhà. Alo. Sao? Nãy giờ ở nhà với bà con hàng xóm thấy tôi
tôi làm sao? Có được không? Hả? Anh ơi, tôi đánh giá cao, tôi đánh giá cao, anh đừng có đánh lấy cái giá mà đánh vô đầu tôi cao. Anh ơi, anh đi đâu vậy? Anh ơi, đi đâu vậy anh ơi? Tôi đánh giá cao. Anh đi đâu vậy? Gia đình trả lời rồi, tôi không cần nhận giải đâu. Trả lời sao? Trả lời sao? Tôi hát không hay mấy. Sự thật nó khi phủ phàng hả? Anh ơi, có khán giả tặng quà kìa. Long, mày tên Long, Đàm Vĩnh Long. Đàm Vĩnh Long. Mày bịch, tao không bịch. Ủa, qua trong thảo cũng có đó. Tao có bịch nào bự. Trời ơi. Đâu này đi. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, chúc anh, nói chung là phở tái vài chục ngàn tô. Dạ. Hát rồi đó, tái tê quá. Trời ơi. Cái gì anh ơi, đi đâu vậy? Anh ơi. Anh ơi. À, ông chào. Thôi lịch sự vậy thôi, chào muốn gì nữa. Dạ. Thì thôi, lên hình là được rồi. Đâu cần nổi đâu. Có mặt là phở đắt hả? Chọn lọc lại đàng hoàng rồi có bảo vệ rồi đàng hoàng cho đứa tôi. Ông nội bán phở vô thi là sao? Chắc tôi à? Rồi được rồi. Lọc xí xin rồi nãy. Rồi. Vâng, chúng ta sẽ gặp gỡ Hoa hậu. Dạ em xin lỗi ban giám khảo, tại vì cha đánh đường không có dừng lại nên em không có biết điểm dừng. Em là từ nãy giờ thí sinh đàng hoàng nhất cho nên phải là thể hiện sự đàng hoàng của mình đấy. Dạ, chứ em xin lỗi ban giám khảo, tại vì thực sự là em không có biết cái gì hết trơn hết chọi á. Em vô thấy có chỗ nào em đáp mà. Dạ em xin tự giới thiệu với toàn thể quý vị diễn giả và anh già. Xin chào cho lời chào trọng nhất. Em nói gì không nghe chợ có chất chứ. Em thấy mấy chị ca sĩ và nói gì không nói không còn biết gì đâu. Vâng, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, chào chậm. Cái gì? Dạ. Nói cái gì? Thật ra em cũng không biết em nói cái gì đâu. Trời ơi. Dạ, kính thưa toàn thưa quý vị, em xin tự giới thiệu sơ nét về mình. Dạ, thưa quý vị, ba em tên là Lò Văn Son, người thì thấp bé nhỏ con nhưng có tài. Dạ, chú em là Lò Văn Xài, bán rượu đường 3 tháng 2 gần nhà. Mẹ em là Bạch Thu Hà, bán trà đá tuốt, bến phà, chân dương. Gia đình kinh tế tầm thường, nhà chỉ có mỗi cái giường 4 chân. Mà bố mẹ em sống ly thân vì bố đã quá nhiều lần rượu say. Mà rượu say chén dĩa nó cũng bay, mọi người vỗ tay thì em đỡ buồn. Mà em không nói gì bản thân em nói toàn gì gia đình em vậy? Ủa trời, nãy giờ mới gia đình thôi hả? Gia đình thôi hả? Em xin lỗi quý vị mà em khảo dạ. Nghệ danh của em á là nông thôn. Ôi vậy hả? Dạ, nhưng mà cái tên thiệt của em trong khai sanh đó là... Cái tên gì? Tên gì em? Trời, tên Hàn Quốc quá vậy? Tên gì em? Thôi tên này chắc tên không... Tên gì nói đi cơ? Em tên là Phương Mỹ Tri. Nè có lại ha. Vậy đừng thấy người ta nổi tiếng rồi bắt đầu bắt trước. Nó là Chi, còn em là Phương Mỹ Tri. Phương Mỹ Tri. Dạ. Còn cái gì để nói về bản thân mình nữa không? Nếu mà nói về quê em thì em có xin được hát một bài. Khi em hát lên bài này là bạn giám khảo sẽ biết là quê em ở đâu thôi. Rồi. Bây giờ mời em hát nha. 2, 3. Qua Long An. Biết rồi. Quê qua Long An phải không? Rảnh quá chen chen vô không ta mới chạy tới Long An cái chặn đầu ta lợi hả? Ngựa không mà vô cao tốc chưa kịp rú ga cái nó chặn đầu à. Anh xin lỗi. Thôi xin lỗi em. Em ra lại em cảm xin lỗi. Xin lỗi quý vị dạ. Dạ qua Long An xuống Vinh Long Trà Vinh. Rồi quê Trà Vinh đúng không? Quê em Bạc Liêu anh. Quá là sao? Trời ơi, đi có một đoạn đường chưa tới quê mà bị chậm bán tốc độ 2 lần á trời. Sao em còn cái gì giới thiệu về mình không? Dạ. Tôi hỏi mày cứ dạ hoài, còn không nói nữa cứ dạ hoài. Dạ là không còn đó anh. Dạ là không còn đúng không? Dạ. Vậy rồi thôi, em đi em thi đi nha. Dạ. Rồi vậy thôi em về đi. Sao chưa thi bữa đuổi về? Thì em dạ là không có gì để thi nữa đó. Ta định nói dạ chuẩn bị thi nè anh hai. Ôi vậy hả? Em si mà cứ sấn sấn vô không à. Bây giờ tới cái chương trình này em thi bài gì nè? Em nói anh nghe, em thi bài gì cưng? Em thi bài gì?
Em thi bài gì? Ủa, được, anh được quyền hỏi hả? Đừng bắt chước cái thằng MC trong Người Bí Ẩn nha. Chặt ta chém liền luôn á nha. Bu được hỏi hả? MC chịu cái phận mình đi bu vô tường đi trời. Giám khảo ta chưa hỏi cơ trời. Em coi Người Bí Ẩn thấy quỷ MC nó cũng hay hỏi người ta, nó bị chửi hoài. Anh biết mà. Ờ, em ghét nó lắm. Rồi. Thì dưới miền Tây thì em phải nghe nhạc thôi. Nhưng mà em là hơn mấy nhỏ, chứ quê em là em văn minh hơn, em nghe nhạc hiện đại cơ mà. À, hiện đại là dòng nhạc gì? Nhưng mà em nghe là nhạc jazz. Nhạc gì, nhạc gì? Nhạc jazz. Nhạc jazz. Nhạc blues. Nhạc R&B. Nhạc P-pop. Nhạc rock. Rap. P-pop. Dạ. Rồi, cái nhạc gì mà nước không vậy? Dạ, đó, em nghe mấy cái loại nhạc đó đó. Nhạc của Tây nghe đó anh. Anh tưởng là bữa nay em tới đây là để em thi dân ca. Dạ, trời ơi. Là sao? Như đâu cái Tây hoài. Không anh, cái chuyện mình thích nghe là một chuyện, còn cái chuyện mình thích hát là một chuyện nữa. Rồi, bây giờ em thi dân ca bài gì? Dạ. Dạ, thì tới lời yêu cầu của 3-4 ngàn quý vị khán giả. Và dạ, hôm nay Phần Nông Thôn xin được trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một bài hát âm hưởng dân ca làng điệu rất là mượt mà trữ tình, dễ thương miền quê, được mang tên là I Swear. Phải rồi. I Swear nó ai mà nhạc trữ tình. I Swear là gì anh? I Swear là lời thề. Lời thề, phải không? Chưa nói gì chân mà ta chưa ca mà biết cái gì. Nghe ca nè. Ờ, giờ giờ ca đi. Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Thôi dẹp đi, dẹp dạ. Đi. Cái đầu lao. I Swear là gì anh? Thì lời thề. Em thề, em không yêu ai, nó thề cỡ đó vừa vừa lòng anh nữa hả? Trời ơi, sao giám khảo mà khó ăn khó ở quá thiệt á trời. Thôi nói chung là tôi đánh giá cao. Bây giờ đánh giá cao trời. Thôi giờ cho em hát lại đi. Rồi hát lại, hát cái gì? Nãy hát cái bài nãy chưa có chuẩn bị tâm lý em. Rồi em thổn thức sao đâu. Em hát lại nha. Em về em hát lại. Dạ, bài hát được mang tên Còn Thương Râu Tóc Mọc Sau Đầu. Ủa cái gì hát vậy? Bậy ơi, bậy ơi. Cái gì, cái bài gì có cái gì đó mà ăn chung với bún mắm đồ ngon lắm, cái gì? Rau đắng đó, đúng là còn thương rau đắng mọc sau hè nè. Còn thương rau đắng được quyền nhắc, hả? Cái rau này ngon á nha. Cái này mà ăn với cháo cá rồi, với Long An bỏ vô á. Em ra đúng rồi, đầu cá lóc rồi đó. Cái ruột ăn tù luôn. Em ca sĩ rượu đồ nữa tôi ông ngồi nha. Bởi vậy á, em rau đắng đó đó là mình hái ngoài vườn. Đúng rồi, ngoài vườn. Bây giờ mấy cái vụ mà mình nhậu mình về lát mình nói sao được không? Giờ ca cái giờ người ta thi được không? Tôi đánh giá cao cái đùi của em quá. Có cặp giò đẹp quá. Sạc luôn. Có cặp giò đẹp quá. Xin lỗi ba giám khảo. Em ơi. Cái gì? Bay. Xin lỗi ba giám khảo. Đúng. Em đường đột quá. Từ nãy giờ bất cứ thí sinh nào ra thi đều có phần phụ họa của mình hết. Em có cái... Dạ có, trời ơi. Em đâu có ca mình, em phải mướn vũ đoàn của em chứ. Mướn một cái vũ đoàn luôn hả? Vũ đoàn chứ, dạ. Phần Nông Thôn xin giới thiệu, đó là dancer Phần Nông Lâm. Và nghe lúc đó đâu. Mặt gái tôi dễ thương không? Trời ơi. Thôi, dẹp. Dạ, tắt nhạc anh, tắt nhạc. Nó ra, nó làm gì, cái mặt nó căng quá, không có cảm xúc gì hết trơn vậy. Nhưng đây, bài không cảm xúc mà trời. Nó diễn đó, cái bài nhạc sao là nó diễn vậy à? Nhìn cái mặt con bé này quen với giống một nhân vật nổi tiếng gì lắm nè. À, Mũ Xim La. Trời ơi, nhìn hậu dáng rồi anh ơi. Trời ơi, con ta đẹp vậy là Mũ Xim La. À, em là người phụ họa cho nên em có thể nào giới thiệu về bản thân của mình được không? Nói đàng hoàng chậm chậm đi, chị dịch cho mọi người hiểu nè. Bà rai cân đai, bọn bà lợi, cạp bà nón tời. Dạ, nó nói là nó bữa nay nó đói mà nó cạp hoài, nó cạp không có tới. Dạ. Sao nữa? Tiếp. Bà lèo cái tòn, bà này có mẹ mẹt nạc thả. Dạ, nó nói là cái mặt nó còn tồn lại nhưng mà nó làm chưa hết cái mặt nó ra đây luôn rồi. À, vậy hả? Dạ. Bà lạc mấy nọt bưng, mẹ nạc nạc tạc, mẹ nạc thọt nà, bụn nà, sọt cái tiên. Mày mũ nổi mày nói vậy, giờ cho được mày. Quỷ cái nói mà cho che chèn hả? Mình... nổi mày tờ nghe thọt bốn bốn đâu hả? Mày nổi mày nè. Thầy mày khai mày nổi nè. Năm mày khai mày nổi ba mày chết nè. Tạc mặt mặt nè. Mày lại ra ca ma mà mặt mẹ. Mình mình thi, không phải ra cãi lộn nghe. Bình tĩnh thôi mà. Trời ơi, trời khổ quá. Má nó minh họa mà làm như nó má mình đĩa thiệt á. Thôi quá vậy, em bình tĩnh, đây là người phụ em mà, cứ như là em bình tĩnh rồi. Bây giờ em bớt xúc động lại nghe. Dạ. Tại nó nói được tiếng Việt mà nó bắt tay dịch đó, thấy chưa?
biết tiếng Việt luôn hả? Ủa em diễn theo nó. Nó biểu em ra đây diễn y chang vậy á. Mày nói tiếng Việt đi, đừng để tao dịch nữa, tao ghét mày quá rồi. Dạ, em xin kính chào quý diễn giả. Chào mắt mày chào mày nữa, mày có làm như hai thùng mày chào. Dạ em chào ban giám khảo. Không làm nhưng mà cái khán giả cũng cần mày chào giám khảo cần. Dạ, em chào anh MC. Dạ, đồng nội mày chào ba bốn người. Dạ. Rồi, mỗi cái mày em sẽ. Mày tính nó giả chà mặt mày á. Thôi mà bỏ đi chị mày á mày, tao nói gì nãy giờ đó mày. Thôi mà, trời ơi. Nó chọn tôi lại là chọn được rồi. Bây giờ nó tóm lại là bây giờ em là em ra em phụ cái này đúng không? Quỷ cái để em giới thiệu cái em cho em nói mà, câu cuối rồi. Anh biết rồi, em ra em phụ đây đúng chưa? Em minh họa mà đây chưa? Dạ, đúng rồi, mà em giới thiệu cái. Là em phụ đúng chưa? Dạ đúng rồi. Rồi, phụ được khỏi phải nói gì luôn. Rồi, rồi xong. Trời ơi, hay quá. Vừa lầm mày chưa? Khỏi giới thiệu luôn rồi. Rồi, bắt đầu, thi đi, thi đi. Dạ, hiếu tâm đáng đời quỷ cái. Nhà thi nha. Rồi. Em xin được trình bày một bài hát được mang tên là Còn thương rau đắng mọc sau hè, với phần điểm đàn và múa minh họa của con nhỏ này. Dạ. Ủa cái gì vậy em? Trời ơi vậy sao tôi biết cả đàn à, xin lỗi, quên em làm cái gì vậy? Đó, đấy, bắt nhịp đó, quên, phải bắt nhịp với nó đã. Tao xin lỗi mày. Bây giờ nè, tao chạy ra, tao tí từ sau tao lấy cái chấn, tao quơ mày vô đàn liền nha. Nhớ nha. Rồi, quơ cái đàn phải phối hợp với mấy chuyên nghiệp. Sao có nhạc mày? Tông gì má? Trời mới ra mới quơ mới không báo tông cái gì con đàn. Lấy son đi, lấy son đi. Son bóng hay son gió? Hủ nội mày, cái son là son thứ, son chữa, cái son bóng, son gió vậy. Mày nói cái son, tao biết cái son gì. Rồi. Mày nhạc sĩ mà mày cần tao nó chỉ mày hả? Rồi rồi, ok, rồi bây giờ em muốn cái son gì em sao em nói nghe. Rồi, cái son. Dạ, cái son thường thôi anh. Son... Thôi để em cho nó cái son dưỡng. À. Trời ơi, sao tôi khổ với hai đứa này ơi. Mày đơn cho đàng hoàng á. Rồi, bắt đầu. Rồi, bắt đầu. Em ơi. Dạ. Em làm cái gì vậy? Dạ, muốn minh họa em diễn anh. Là cái bài này bắt đầu nắng hạ đi, nắng quá em che lại đó. À, diễn xuất đó không? Dạ đúng rồi. À, tốt tốt, em có diễn xuất để mà cộng thêm cái điểm cho em nha. Trời hay dạ. Quá mày diễn hay quá để tao minh họa cho mày luôn nè. Dạ. Rồi, vô. Nó diễn nắng đó, đó đúng nắng rồi. Nắng quá. Nó diễn nắng mà hơi lố. Mày làm cái gì vậy? Dạ sức em dưỡng da chống nắng rồi. Thôi mày hát đi. Dạ, nắng hạ đi. Mây trôi lang thang cho hạ buồn. Nó làm cái gì vậy trời? Mụ nội mày tao chưa ca, mày thổi cái gì phù phù cho con điên kìa. Tao minh họa cái câu tiếp theo mày đó. Câu tiếp theo câu gì mà minh họa? Mày coi khói đốt đồng. Coi khói đốt đồng để ngâm chim nhớ lá rừng. Ôi nghe nghe. Cái gì? Tao quên nữa. Trời, tao minh họa chi tao nhóm lửa cho mày, mày đốt nguyên cái rừng của tao hả? Tại sao tao ca mà mày cứ sướng như miệng tao bài, sao tao ca được trọn một cái bài được? Nhưng mà cái rừng là cái chỗ của tao mà mày hào ra mày không chọc. Tao mày chạy ra cái đâu mày? Thôi hát đi. Ai mấy con mẹ mày ngu. Thôi ai vậy? Trời ơi. Trời lên sống em ơi, lên truyền hình mà hát vậy. Em ơi, xin lỗi em lao cái quạt. Cái bài ba em biết mẹ buồn vui mẹ mới quýnh quá nhỏ lộn này nè. Quỷ địa tình á mày á, là tao hết hồn mà. Thôi vậy nè. Tôi nói em nghe nè, em coi lại đi. Em đẹp nè. Mà em ngâm nghe từ nãy giờ tôi thấy cái giọng em là có chất giọng, em làm sao cho nó hấp dẫn. Em vô em không chịu tập trung bài thi mà em cứ lo mà em cãi lộn hoài sao được, nó hư giọng hết. Xin với lại bây giờ nè, cái bài nó thường em làm sao cho nó lạ mới đậu dạ, được. Dạ, hứa. Em xin mời em khảo với anh MC cho em hát một lần nữa thôi. Em ca là cái bài này mà theo điệu Tây Nguyên nha. Dạ. Nhạc, nhạc đi. Đông đi ngậm ngùi chim nhà là rừng, chim nhà là rừng, chim nhà là rừng, chim nhà là rừng, chúng mua cà phê, chúng cà phê. Ai bé buồn vui, ai bé buồn vui, khi mẹ kêu cầu tay gần, mẹ nhổ tóc sâu hai chị em, mẹ nhổ một cọng, hai cọng, ba cọng, bốn cọng, mẹ nhổ. Tao la hả mày? Tao không còn chim mày cào hết
Mày đứng nói nhạc giả gạo hoài con quỷ cái chọc giận lên đâu. Mày cái đầu tao còn bao nhiêu tóc mày, mày nhổ một cộng hai cộng mày nhổ nhổ mày bị cạo luôn mày nhổ cái gì? Trời nhờ nó nhổ lên tóc này hai bên đều luôn là không bị méo. Dạ đi. Hai người thấy cái gì kỳ cục vậy? Xin lỗi anh. Mày thấy chưa? Cho mày minh họa mà mày làm quá à. Tao minh họa cho mày, tao làm hoàng nha mày, ra mày xéo xác mày chửi tao, tao đập vô mặt mày à. Mày cứ đập vô mặt tao đi coi ơi. Bây giờ mày nói gì? Mày vô đây chạy ra mày. Mày vô đây mày chạy ra mày. Có được cái đồng ruộng. Mày bước ra. Mày vô đây. Mày vô đây mày chạy ra mày. Bước ra đây. Mày vô đây mày nói chuyện tao nè. Trời ơi. Vô mày à. Bắt vô đây. Trời ơi. Ủa gì? Phá hậu trường luôn rồi. Hát cái bài gì? Đây. Hả? Mày ra đi, mày vô mày nói vậy, mày vô chào gì nữa mày? Hả? Ra đi, ra đi, quý vậy, chào nè, 1, 2, 3, chào. Rồi mày vô đi quýnh tiếp mày. Ủa ra mày, mày vô đây tao, mày tao chào, xong rồi xử cho tao quýnh mày tiếp. Mày ra đây, tao mày bẻo cắm của nội, tao ra mày ra. Mày, mày hả mày? Mày nè, mày nè, mày nè. Rồi phẫu thuật lần 3. Bỏ. Thông cảm đi. Ký hợp đồng hết rồi, chương trình của em vậy là chết. Chết rồi, ông chết đi. Còn hơn tôi đứng đây tôi chết. Thôi vậy vậy vậy, thôi đi về. Nói chung á là tôi đánh giá cao ý kiến của ông á, đi 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 về. Không về, không về. Sao đâu tụi mày hơn chứ tàu trời. Tàu lao chết luôn à. Tôi nói cái gì vậy trời? Dạ anh ơi. Trời ơi. Anh. Tôi mở chương trình lùng sục nhân kỳ mà đâu ra toàn là dị nhân không vậy trời. Trời ơi. Chết chết. Thôi đi vô đi, bây giờ đi ra. Đi đi đi. Bây giờ không có thi cử gì nữa. Dẹp hết rồi, cắt sống cho tôi. Ủa tôi đâu có đi thi đâu, tôi đâu đến đây để thi đâu anh. Tôi làm cái gì đây? Tôi là MC của chương trình Lan Số Nhật Cường mà. Dạ thôi làm MC đi nha. Cẩn thận nha, nhức đầu lắm. Thưa quý vị, chúng ta không quên dành cho Kiều Tuấn một tràng pháo tay thật lớn ạ. Sao kỳ vậy ta? Lớn tuổi rồi mắt tôi tìm nhem, lúc nãy chạy ngang tôi thấy nó chạy ngang qua đây nè. Cái thằng ăn cướp nó lớn lớn tuổi rồi, nó già rồi. Nó bao nhiêu tuổi? Nó 75 tuổi á. Ông bao nhiêu? Tôi 65. Mất dạy. Làm gì ông anh đánh tôi? Mày nhỏ tuổi hơn ta mà kêu cái thằng. Ôi vậy là tôi...